Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái con hàng rất là hot, một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc, số tự động với nhiều công nghệ, trang thiết bị công nghệ option. Và dòng xe này thì nó rất là lành rồi. Riêng về cái độ xe nhập thì nó đã hơn hẳn so với những chiếc xe được lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Thứ nhất là công nghệ nó cao hơn, tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá cũng cao hơn. Mới lại là về tay nghề ở bên nước ngoài thì bao giờ nó cũng nhìn hơn một chút so với Việt Nam. Em giới thiệu luôn với anh chị em, đây chính là một chiếc Hyundai Accent Blue 2015, số tự động và xe trang bị động cơ 1.4. Em nó được nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Ở video ngày hôm nay thì em sẽ đi review chi tiết sơn xi ngoại thất bên ngoài, nội thất bên trong và về mặt chất lượng của xe. Các bác nhớ theo dõi hết video để cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này. Và nếu anh chị em nào mà thích xe thì hãy alo trực tiếp vào cho Dũng Audi nhé. Bây giờ thì em bắt đầu đi vào review chi tiết. Đầu tiên thì xe trang bị cụm đèn bi siêu sáng kết hợp đèn halogen và có giải đèn nét định vị ban ngày. Xi nhan được tích hợp trên gương, 4 la răng đúc đa chấu và xe được trang bị 4 phanh ABS. Sơn xi thì các bác có thể nhìn thấy xe được trang bị một lớp sơn màu trắng và sơn xi nó còn bóng loáng luôn, rất đẹp. Sơn xi còn bóng loáng luôn anh chị em nhé. Form dáng thì form dáng hatchback nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng. Ở đằng sau xe thì em nó cũng được trang bị là 4 cảm biến lùi phía sau, sẽ cảnh báo va chạm sớm, tránh cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra cho anh chị em. Và đi vòng sang phần thân bên lái để cho mọi người ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Xe thì quá là đẹp rồi nhá. Máy số còn nguyên zin, thân vỏ, cột kèo, keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Chúng ta có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng để xem xe, test xe cũng như chạy thử xe thoải mái, để cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. À, như vậy thì em đã đi hết một vòng chung quanh xe để cho mọi người ngắm tổng thành form dáng về chiếc xe này rồi. Hiện tại chiếc xe này em đang giao bán với cái mức giá là 398 triệu đồng vẫn còn thương lượng. Nếu anh chị em nào quan tâm, alo trực tiếp để thương lượng giá cả. Số điện thoại cũng như Zalo là 0855 966 966. Hoặc mọi người có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe, cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Và ngoài ra nếu như anh chị em nào ở xa thì bên em có ship xe trên mọi miền Tổ quốc, nên là chúng ta chưa sắp xếp được thời gian đến với cửa hàng của Dũng Audi thì cứ alo về, bên em có ship xe nhá. Đấy, và các bác đừng quên like, share, đăng ký kênh cho Dũng Audi. Và bây giờ em bắt đầu đi vào bên trong nội thất của chiếc xe này, giới thiệu cho anh chị em. Về mặt nội thất của xe thì em này trang bị ghế da màu da bò. Ghế da màu da bò nhá. Hàng ghế trước và hàng ghế sau gọn gàng sạch sẽ thơm tho, được chưa? Hàng ghế trước và hàng ghế sau gọn gàng sạch sẽ thơm tho luôn. Xe tư nhân gia đình sử dụng, táp ly táp lô 4 cánh như nhau. Đây là phần cánh sau của bên bên này là bên lái đây, được nhá. Cánh sau này, cánh trước này. Đấy, rất là đẹp nhá. Về phần nội thất của em này thì rất là đẹp rồi, nội thất sáng choang. Đây, các bạn nhìn nhá, táp ly 4 cánh như nhau, chân nỉ nguyên bản theo xe, và em này trang bị luôn cả cửa sổ trời. Đấy, một chiếc xe có 398 triệu đồng thôi mà giá còn thương lượng chưa tới 400 triệu đồng, công nghệ đầy đủ, có luôn cả cửa sổ trời để mỗi lần anh chị em đi hóng mát, đi biển các thứ. Vô lăng thì được tích hợp bàn phím, và mọi người để ý trên vô lăng nhá, cái vân viết của nó này nổi rất là đều, rất là mới, gần như xe mới luôn. Không có hiện tượng sờn mòn hay bạc màu ở chung quanh cái vô lăng này. Không có tí hiện tượng sờn mòn hay bạc màu luôn nhá. Củ số tương tự. Đây. Xe thì cũng được trang bị là điều hòa hai vùng nóng lạnh và đầu đài giải trí thì nguyên bản theo xe. Em này trang bị cái ổ đĩa của em này là ổ đĩa CD. Đó, ổ đĩa CD. Chúng ta có thể nghe nhạc giải trí ở trên cái ổ đĩa này. Tuy nhiên là bây giờ thì cái hệ thống màn hình Android cỡ lớn thì nó cũng rất là rẻ thôi. Tầm 1,5 triệu, 2 triệu là chúng ta đã có một cái màn hình Android cỡ lớn rồi. Nên là có khi chúng ta có thể về chúng ta lên một cái màn hình nữa và nghe nhạc giải trí bình thường rồi. Còn cửa sổ trời đây, mỗi khi đi tắm biển, đi chơi biển hoặc là đi du lịch vùng cao mà chúng ta muốn đèn tắt cái này đi, không dính bản quyền. Đấy, điều hòa thì bác thấy gió thổi ù luôn, tắt điều hòa đi anh nhá. Cửa sổ trời em quay cho anh chị em xem này. Cửa sổ trời đây. Đấy, rất là thoáng đãng nhá.
ngắm cảnh rồi hóng gió trời thì thôi rồi, hoạt động bình thường luôn, thấy chưa, hoạt động bình thường. Đấy, ok nhá, hoạt động bình thường, thấy chưa. Và đầu đài giải trí thì đây, em này trang bị là cái ổ đĩa CD vẫn còn đang hát đây, thấy chưa. À, như vậy là em đã giới thiệu về cái mặt công nghệ option cũng như là về sơn xi ngoại thất bên ngoài, nội thất bên trong. Bây giờ thì em bắt đầu đi vào review về mặt chất lượng của xe cho mọi người xem. Xe nó rất là đẹp. Đầu tiên thì mọi người vẫn như cũ thôi, chúng ta quay vào những cái hốc gác này, thì là những cái phần rằng cửa này. Đấy, ốc rằng cửa đây, nó không có cái hiện tượng là han gì mối mọt nhá, không có hiện tượng gì là han gì mối mọt gì cả, được chưa? Đó. Rất là đẹp đây rồi, không có hiện tượng han gì mới mọt. Và quay đến cái phần chỉ của cánh trước bên lái, ở đây là cái phần chỉ của cánh trước bên lái này. Đó, đây, nó thẳng tắp luôn nha, không mất một phần chỉ nào, màu trắng tinh khôi, màu trắng ngọc trinh luôn. Lên cái phần bản lề trên cột thì ở đây mọi người nhìn này, đấy, ốc bản lề nó chưa có cái hiện tượng mở ốc hay là tháo dỡ nhá, chưa có hiện tượng mở ốc. Bản lề trên cũng như là bản này dưới đây. Đấy, xe thì nhập nguyên chiếc Hàn Quốc này, được chưa? Bản này trên, bản này dưới mà nó zin rồi thì chứng tỏ cái cột này cũng chưa xảy ra va quẹt gì. Nhân tiện đây thì em sẽ mở luôn phần khoang động cơ. Để lát review một vòng quanh xe thì em sẽ quay vào luôn bên trong động cơ cho mọi người. Và xuống phần cánh sau, xuống phần cánh sau bên lái ở đây chỉ này. Đấy, phần chỉ ở đây thì cũng thẳng tắp luôn nhá. Phần chỉ ở đây cũng thẳng tắp luôn này. Được chưa? Thẳng tắp thẳng tít luôn. Đấy, ốc rằng cửa cũng như ốc bản lề là ok rồi, vừa lẽ mới quay xong. Giờ đấy là phần bên lái này. Bắt đầu đi ra đằng sau, táp ly thì rất là đẹp. Quá đẹp cho quả táp ly táp lô này. Bắt đầu ra đằng sau. Thì đầu tiên, mặc dù là phân khúc hạng B, form dáng mặc dù là form dáng hatchback nhưng mà xe là phân khúc hạng B nên là cái cúp xe nó vô cùng là rộng, rất là rộng cho chúng ta để đồ. Và cốp đằng sau thì cũng rất là sạch sẽ rồi. Đấy, dọn dẹp cho các bác sạch sẽ luôn rồi, về chỉ việc các bác chỉ việc lấy xe để đi thôi, bấm biển và là đi thôi. Đấy, không lốp sô cua đây, sạch sẽ nha, không có hiện tượng là móp méo hay là có hiện tượng là móp méo cong vênh ở cái góc nào cả. Ốc lốp các thứ rất là đẹp nhá, ốc lốp các thứ rất là đẹp, được chưa? Đấy, mà chất lượng thì quay vào phần chỉ trong này. Đấy, phần chỉ trong đây, mọi người nhìn này, được chưa? Đấy, chỉ đi nhá, càng đét luôn nhá, chỉ càng đét thẳng tắp. Ở đây thì hai bên máng nước thì nó cũng không gì nổi bật. Hai bên máng nước này thì nó gọi là không có hiện tượng lệch lạc về form hay về dáng rồi. Ốc gác ở đây thì nó cũng còn nguyên zin nhá, được chưa? Đấy, đây này, những cái chi tiết chúng ta có thể nhìn thấy này, nó rất là đẹp này nhá. Đấy, bên này tương tự bên này cũng vậy, những chi tiết ở đây rất là đẹp đây. Đấy, chúng ta có thể nhìn và so sánh cân đối hai bên. Quay đến phần hai phần chỉ này, bởi vì là cái máng nước của dòng Accent Blue này thì là ở đây là nó gắn đèn rồi, nên chúng ta sẽ lên cái phần chỉ này xem. Còn những với những chiếc xe mà nó không gắn đèn thì em sẽ thì chúng ta sẽ dễ nhận biết hơn ở hai bên máng nước. Tuy nhiên là một số cái dòng xe như Accent Blue gắn đèn luôn ở đây thì có thể là đèn sau bao nhiêu năm thì chúng ta thay thế thì chúng ta không nhận biết được, thì em sẽ quay lên phần chỉ để quay rõ ràng để cho các bác nhìn cho nó kỹ hơn, được chưa? Rồi bây giờ em sẽ xuống phần sắt xi khung gầm bên dưới thì mọi người nhìn đây, sắt xi khung gầm vì trời mới mưa xong rồi đi qua mấy cái vũng nước này nó vẩy lên, chứ sắt xi của nó thì rất là đẹp và còn rất là mới đây nhá. Đấy, mọi người nhìn này, rất là đẹp và rất là mới đây, được chưa? Đấy, ở cái lò xo giảm sóc thì nó còn nguyên màu sơn. Đó, xe thì cam kết với mọi người luôn là xe không đâm xô va chạm tai nạn hay là ngập nước, chúng ta có thể test thoải mái, test ở đâu cũng được. Đấy, gầm bệ thì chắc chắn luôn không có hiện tượng han gì mối mọt hay là cái vết hàn cắt ghép nối. Em đi sang phần thân biên phụ này, đi vòng sang phần thân biên phụ thì tương tự là cái phần chỉ ở đây. Đấy, chỉ ở đây thì nó cũng thẳng tắp luôn nhá, tít thẳng tắp luôn, được chưa? Đấy, chỉ nó cũng thẳng tắp luôn. Lên vào cái trước bên phụ này thì sau đó là em quay luôn vào cái phần bản lề để cho mọi người xem. Đây, bản lề thì quay xem luôn là góc này có va quẹt gì không, cũng như là phần cột luôn này,
thì bản này ở đây ốc gác nó cũng chiều hiện tượng mở ốc nha. Bản này trên như là bản này dưới này, đấy, ốc gác nó chiều hiện tượng là mở ốc. Và cái bản này nó rất là chắc rồi, thấy chưa? Bản này zin rồi. Lên phần cánh trước bên phụ này thì đây chính là chỉ bên phụ đây. Chỉ đây nhá. Đấy. Rất là chậm, rất là từ từ để cho mọi người nhìn nó kỹ hơn. Thấy chưa? Còn đây cái phần ốc giằng cửa này cũng chưa biết tượng mở ốc. Xe quá đẹp và quá nét luôn rồi. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ để review cho mọi người bên trong phần khoang động cơ của chiếc xe này. Đầu tiên nhận thấy trong phần khoang động cơ là nó khô ráo đã. Khô gioăng nhá, không có hiện tượng chảy dầu hay là chảy mỡ. Và đây các bác nhìn thấy một cái số chi tiết nhỏ nhỏ như những cái giắc điện này. Nó còn nguyên màu sơn này, đây này. Đấy, những cái giắc điện này nó còn nguyên màu sơn đây. Thì ok chưa? Và ốc chân máy ở đây. Ốc chân máy ở đây thì chưa có cái hiện tượng là mở ốc nhá. Đấy, ốc chân máy chưa có hiện tượng mở ốc. Nó vẫn còn nguyên zin nhá. Đấy, à, chưa có hiện tượng mở ốc cả. Máy móc thì chúng ta có thể nhìn xuống bên dưới này. Đây này. Đấy. Đấy nhá. Máy móc nó còn nguyên zin nguyên bản luôn. Được chưa? Nhìn xuống bên dưới. Đấy. Máy số còn nguyên zin. Máy số còn nguyên zin. Ốc chân máy thì chưa có hiện tượng mở ốc. Đây hộp số đây. Ở Accent này thì dòng này thì chúng ta có thể nhìn rõ được hộp số ở bên dưới khi mà quay từ bên trên này. Nhiều dòng thì nó nhiều cái chi tiết ở đây nó che hết. Đấy, hộp số đấy nhá. Máy số là còn nguyên zin luôn rồi. Ok chưa? Quay đây xem có va quẹt gì không thì các bác nhìn này, những cái gân chìm gân nổi này, nó thẳng tắp luôn. Nhá, nó thẳng tắp. Và nhìn ở đây thì là cái ốc cabo này. Đấy, ốc cabo chưa có hiện tượng mở ốc. Cabo chưa có hiện tượng mở ốc và gân chỉ này. Chỉ đây nữa. Chỉ đây. Được chưa? Và đây cabo này, ốc cabo này cũng chưa có cái hiện tượng mở ốc ở trên cabo. Chưa có hiện tượng mở ốc nha. À, ok rồi. Và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể với anh chị em một chiếc Honda Accent 2015, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.4 Accent Blue, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Với giá thành là 398 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng thì anh chị em nào quan tâm alo luôn 0855 966 966 để thương lượng về giá cả. Bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.